Hôm nay mình sẽ giới thiệu một thực phẩm dưỡng sinh mà chúng ta nên dùng hàng ngày đó rất tốt cho sức khỏe, đó chính là bột sắn dây. Đó chính là sắn dây. Nếu chúng ta uống sắn dây mỗi sáng và mỗi tối sẽ giúp thanh lọc cơ thể chúng ta rất là tốt, đào thải bớt chất độc ra khỏi cơ thể, giúp chúng ta dương hóa cơ thể. Đặc biệt là những người lớn tuổi, những người suy nhược uống rất là tốt. Người trẻ uống cũng rất tốt, giúp thanh lọc cơ thể, đào thải bớt độc tố, bớt mỡ thừa ra khỏi cơ thể. Giúp chúng ta tỉnh táo, hạn chế mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu. Nói chung, người lớn tuổi hay người trẻ gì chúng ta nếu ăn uống theo lối dưỡng sinh cũng rất là tốt, sẽ giảm nguy cơ bị mắc các bệnh mà phổ biến trong xã hội hiện nay như là tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, gan, thận, vân vân. Nói chung mình sống một lối sống lành mạnh, ăn uống lành mạnh, có chọn lọc vẫn tốt hơn là sống một lối sống buông thả phóng túng, ăn uống bừa bãi. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chào mọi người.